chuyện với các bác Nhật thì nói tiếng Anh. Nói chuyện gì? À, thường thì gọi là nói chuyện kiểu xã giao, thân quen, nói kiểu hỏi thăm nhau thôi. Hỏi kiểu gì? Hello, how are you? Anh mời em nói tiếng Anh à? Ê, hôm nay nói chuyện tiếng Anh không? Ok, chơi luôn. Bắt đầu nha. Hello, how are you? I'm fine, thank you. And 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 you? What? I'm fine, thank you. And you? What? 10 years studying grammar, and this is all what I can do with my English speaking. Well, if that's the case, today's video is gonna solve that problem. But stay with me. Ủa, đang nói tiếng Anh hay mà tự nhiên nó chả hiểu gì. Có 10 năm học cũng vậy thôi. Còn lại học ngữ pháp. Ngữ pháp quan trọng mà. Ai học tiếng Anh đầu tiên chả học ngữ pháp. There is nothing wrong about studying grammar. But like if you're a beginner, it is not advisable that you study grammar at the first place. It's gonna prevent you from learning new things. Especially the most, you know, fun part of learning a new language is to be able to listen and to be able to speak the language. And then you're not doing that and you don't get the joy and the fun. Và nói như kiểu người ta hiểu tiếng Anh vậy. Có hiểu đâu. We'll talk about that on the way, but first you need to get the hell out of my car. I need to go and pick up my wife. Okay. I'm sorry you guys, it was just a fiction of my imagination. Let's hit the gym first, get changed, and then, you know, go pick up my wife as we plan, and I will talk about that on the road. The basic purpose of communication, which is getting and delivering information by listening and speaking. The idea of studying grammar first just sucks. Stop doing that if you're not making any progress. Today we talk about English in books and English in real life conversation. I need to go and pick up my wife. And we'll talk about that on the way because my wife has... Em chuẩn bị về chưa? Xuống rồi à? Đã xuống rồi à? Khoảng 3 phút nữa nha. Don't be late for the date. Ready to go. Green light, green light, green light, go. Why is it not green? Hi to the policeman. Whoa, whoa, whoa. Look at traffic in Hanoi. Here she comes. This is Zê. This is Zê. Khách mời đặc biệt. Khách mời đặc biệt. Xin chào các bạn. Chào xin. Ready to go. Nhìn thấy hoàng hôn đẹp quá, phải mang theo ngay cái fly cam. Mình đi hẹn hò tí nhỉ? No. Về nấu ăn tối giờ con nó đang chờ. Em tưởng anh đưa em đi. Ồ, hay nhờ. Thôi để sau. Hôm sau là anh phải mời em đây. Thuế thì đã nộp đủ. Chứ phải hết rồi. Vẫn mời. Phí em đi là sẽ có. Chắc có đồng đã. Ngày xưa cô giáo mới chịu là có những ông Tây được 4-5 nghìn đô nhưng vẫn đi xe đạp. Bởi vì sao? Bởi vì là tiền đưa hết cho vợ thôi. À, nếu mà mình nói chuyện với các bác Nhật thì nói tiếng Anh. Nói chuyện gì? À, thường thì gọi là nói chuyện kiểu xã giao, thân quen, nói kiểu hỏi thăm nhau thôi. Hỏi kiểu gì? Hello, how are you? Anh mời em nói tiếng Anh à? Thì em nói về những chủ đề gì? Em nói về những cái gì? Mời cụm ly chẳng hạn. Thì sẽ nói vài câu. Tao sinh con nhỏ các thứ gì loại thứ đây.
chứ không uống được. Là ông lại ông hỏi là công việc dạo này phòng tốt đấy, các thứ gì không? Thế mày không nghe được á? Kiểu gì đấy, có gì nó thoáng thoáng thôi nhưng mà. Hỏi như nào? Ví dụ. À không, mình chỉ gật gật gù thôi mà. Nhưng mà sếp em có phải nói? Có chứ, sếp thì phải bắn nhá. Sếp bắn cái gì? Sếp là người bắn nhiều nhất. Chị nói tiếng Anh hay lắm. Chứ tôi là muốn lên sếp là phải giỏi tiếng Anh đúng không? Đúng. Nhưng mà giỏi tiếng Anh thì có lên sếp được không? Có khả năng cao. Thì thế thì người ta mới lên làm lãnh đạo được chứ. Nhưng mà chị nói tiếng Anh hay lắm. Để hôm nào em nghe chị gọi cho các bác Nhật. Cô thì có bác Nhật xong thì em tôi nghe nhá. There are myths that said if you excel in a new language, especially in English, you're gonna get paid, higher. And that's a sweet spot that everybody look forward. But actually, learning a language is a fun and exciting journey to be. That you all need to forget about the destination. You've got to enjoy the process. Mình nghe là mình hiểu thôi. Được rồi. Thế là mình đi tìm một bạn ở ngoài ngay lập tức. Thật. Sau đó là em nói chuyện với bạn ấy. Thích như thế, xem mình như thế nào, có tiến triển hơn. Cứ cảm thấy là mình tiến triển hơn. You've got to enjoy the process of being able to understand the everyday conversation because 80% of every English conversation, whether it is in your office, on the street, in a workplace, or in a business meeting, the 80% of the English conversation would be daily conversation, would be real life. Study the basic, learn the real life conversation. So like don't worry about some specific, specialized words, business terms that you have to deal with. They're just a minor things. So like if you are able to listen, understand and to speak the basic English language, you've got a very head start to continue the journey. All the other things will come later. My wife hated the English language during the school time or during the time she studied with me because it was not her enjoying the language. But like for four years living with me, with my kids, so she gradually learned the language without knowing that she's learning. She's enjoying the language though, which is the most important part.